Kính mời quý vị và các bạn thưởng thức chương trình văn nghệ Dạ Tiệc Tinh Hoa Tỏa Sáng. Và để mở đầu, chúng tôi hân hạnh xin giới thiệu phần biểu diễn âm thanh và ánh sáng của công ty Tân Hữu Tài với anh Luân và anh Mạnh. Xin cảm ơn quý vị. Bắt đầu. Wow. Yeah.